giảng với hội chúng ở đây bài pháp có chủ đề là lợi ích thực hành thiền. Học pháp thì mình gọi là học giả, chuyên tâm về pháp học. Nếu mà với một người mà thực hành thiền thì chị ấy là một hành giả thôi. Vậy thì pháp thì có pháp học, có pháp hành. Nhưng mình học pháp thì mình sẽ có được nhiều những cái hiểu biết đúng, sẽ có được nhiều những cái nhận thức, tức là sẽ là một bậc thức chi ra được rất là nhiều thứ, như mình phân biệt được thiện ác chánh tà phải trái đúng sai, và nó sẽ cho mình có cái chánh chi kiến, cho mình có cái chánh tín, có cái niềm tin đúng. Thì đấy là sự đơn giản và lợi ích của giáo pháp, giúp cho người ấy cũng từ bỏ được những cái pháp bất thiện, làm được những thiện nghiệp, và nhờ những cái thiện nghiệp ấy mình cũng tránh được rất nhiều những cái khổ đau, những phiền não. Mà còn là khi mà mình tiến lên một bước cao hơn nữa, đó là thực hành pháp. Khi thực hành pháp thì mình sẽ tuệ chi ra được sự các sự thật, và sự thực hành pháp sẽ là cái con đường đi đến chấm dứt những cái khổ đau, đi đến đoạn trừ được các phiền não và giác ngộ ra được các chân lý. Thì cái sự thực hành pháp, những người nào mà mình có thực hành pháp thì cái đạo tâm sẽ tăng trưởng lên một cách rất là nhanh chóng, và cái con đường tu đạo tu tâm của mình sẽ có cái hiệu quả và có cái sự thay đổi rất là lớn ra ở trong nội tâm của mình. Như là hàng ngày mình có thể đọc tụng các bài kinh, các cái bài kinh điển như là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hay là hàng ngày mình giữ giới, mình lễ Phật, hay là làm những cái thiện nghiệp công đức phước này. Thì khi mà một người mà có thực hành pháp thì tất cả những cái việc làm thông thường ấy nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái biến chuyển, những cái thay đổi rất là lớn. Như là nếu mà một người đã có sự thực hành thiền thì mình sẽ luôn luôn có chánh niệm trong mọi các cái hành động, các việc làm hàng ngày. Nghĩa là với người có hành thiền, khi mà mình ngồi thiền với bất cứ một cái pháp thiền nào, và khi dù cái lúc mình xả thiền ra thì mình vẫn giữ được chánh niệm trên cái pháp thiền ấy. Và vì vậy cho nên là trong tất cả những cái hành động hàng ngày của mình, nó vẫn luôn luôn đi kèm với những cái chánh niệm tỉnh giác, dù cho là đi đứng nằm ngồi của mình cũng sẽ có được những cái chánh niệm tỉnh giác. Nên là khi những người mà khi mà mình tụng kinh như ân đức Phật Pháp Tăng ấy, và mình có hành các pháp thiền như niệm ân đức Phật, thì khi mà mình tụng niệm lên những cái ân đức Phật ấy thì tâm của mình sẽ luôn luôn hướng rất là sâu sắc đến các cái ân đức Phật, và khiến cho tâm mình có một cái sự hân hoan lớn, có cái sự hoan hỷ lớn, có được cái niềm tin lớn, có được cái thiện tâm hợp trí tuệ rất là lớn. Bởi vì là những cái ân đức ấy của đức Phật, nếu như mình chỉ học thì nó hời hợt bên ngoài, nhưng mà mình có thực hành thì nó sẽ chuyển hóa, nó sẽ rất thấm, rất là sâu vào trong nội tâm mình. Nên là với một người khi mình có thực hành pháp rồi thì mình sẽ cảm thấy hân hoan, cảm thấy hoan hỉ trong mỗi với tất cả các pháp hàng ngày, trong mỗi cái hành động, trong mỗi cái việc làm hàng ngày cũng sẽ cảm nhận được cái sự hỉ nạn, cái sự hân hoan, cái sự hoan hỉ, cái sự hoan cái sự vui thích đối với những pháp ấy. Và khi là mình giữ giới trong cái cuộc sống hàng ngày, giữ các giới ấy. Nhưng nếu như cái người nào mà có pháp cái hành thiền niệm giới thì khi mà mình giữ giới, nó sẽ có một cái mức độ hân hoan hỷ nạn cao hơn rất nhiều. Như là ngày mình họ chỉ tam quy ngũ giới rồi, nhưng mà nếu như có thực hành thiền niệm giới đi kèm thì nó sẽ khác rất là nhiều. Là một người niệm quả thật các giới mà ta hành trì không bị đứt, không bị nổ, không bị lốm đốm, không bị nhiễm ô,
đấy là cái pháp mà mình có thể thực hành cái chánh niệm, niệm giới như vậy. Khi mà niệm giới như thế thì mình nhớ đến những cái lúc mà mình tránh xa sát sinh, tức là mình phải gợi nhớ lại có những cái lúc mình đã cố ý tránh xa sát sinh, cố ý tránh xa trộm cắp, cố ý tránh xa tà dâm, cố ý tránh xa nói dối, cố ý tránh xa uống rượu và các chất say. Rồi lúc mình hành thiền, mình thực hành cái pháp tùy niệm giới như vậy, thì trong cuộc sống hàng ngày và cứ mỗi một khi mình có cái hành động giữ giới ấy, mình có sự cố ý giữ giới ấy, là cái hỷ lạc nó đã phát sinh. Nó phát sinh thì mình đã thể nhập với cái pháp ấy, nhờ vào cái công phu thực hành cái pháp thiền này mà cái sự giữ giới của mình nó có được cái sự rõ ràng ra, nó có cái sự thể nhập. Và cứ mỗi một lần mình tránh xa sát sinh, mình đã cảm thấy nó có cái sự hoan hỷ. Mỗi lần mình tránh xa trộm cắp, mình cảm thấy có sự hoan hỷ. Tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, tránh xa uống rượu. Vậy cho nên là mình nói là những người nào mà có cái sự giữ giới, không có nỗi lầm, thì mình có cái sự hân hoan. Sự hân hoan sinh hoan hỷ, hoan hỷ sinh kinh an, kinh an sinh định tĩnh. Và nên đến khi mình hành thiền thì tâm nó rất là hoan hỷ, nó rất là an vui, nó rất là an lạc. Hay là với như một người mình hay làm những cái việc như là bố thí, thì thông thường thì mình có thể bố thí cũng dạng bất cứ một cái gì, thì đấy nó cũng là một cái việc làm phước thiện, nhưng nó cũng là một cái pháp môn để tu tập hàng ngày. Những người mà có tu tập cái pháp tùy niệm, là tùy niệm khí, sẽ ngồi như là một cái người ngồi thiền, sẽ niệm là quả thật là lợi lạc cho ta, quả thật là lợi ích lớn cho ta giữa cuộc đời này, làm cái hành động ấy, mình bố thí ấy, là mình cũng bố thí, mình cảm thấy nó có cái sự hân hoan cao lên, nó có cái sự hoan hỷ cao lên, đạo tâm nó tăng trưởng lên. Mình ước nguyện với cái công đức ấy, phước lành đấy, ước nguyện hướng tâm mong cầu phải có cái sự thực hành, cần phải có cái sự rèn luyện, có cái sự tu tập hàng ngày, mỗi ngày phải có sự tu tập. Nên là thực hành pháp thiền hơi thở vào ra cũng thế, có cái công phu thực hành thiền hơi thở làm cái đề mục vào ra, thì bất cứ lúc nào vậy, khi mà mình có một cái tâm gì đó năng xăng, hay là phóng dật, hay là có một cái suy nghĩ lan man, có một cái phiền não gì, lúc ấy mình quay trở lại chú trên hơi thở, thì cái hỷ lạc, cái kinh an nó cũng sẽ sinh khởi. Mình có thể chánh niệm tỉnh giác an chú ở trên cái pháp thiền ấy mọi lúc mọi nơi. Vậy cho nên tất cả các pháp thiền đều đem lại sự hiện tại đặc trụ, đem lại cho mình có thể có nhân cho trí tuệ, cho sự giải thoát, cho sự giác ngộ, cho sự chấm dứt khổ đau, cho cái tối thượng lạc, đó là niết bàn tuyệt đối. Thế là từ cái lạc này nó sẽ là nhân cho những cái lạc lớn hơn. Vậy cho nên là một cái người mà có cái công phu thực hành thiền, cái người ấy đã làm một cái việc xứng đáng nhất, là một cái việc cao thượng nhất, và những cái pháp môn tu tập thiền ấy là những cái tài sản có giá trị lớn nhất đối với mỗi một hành giả. Bởi vì là những cái pháp thực hành thiền ấy nó sẽ đi theo mình mãi mãi, nó sẽ là những cái pháp ba la mật, những cái pháp độ khiến cho mình sinh ra ở đời nào mình cũng gặp chánh pháp, ở đời nào mình cũng không quên cái con đường tu tập, khiến cho mình giảm bớt đi những ô nhiễm phiền não, trí tuệ của mình tăng trưởng lên, và cái con đường đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát như bản chấm dứt khổ đau ở trong ngày tương lai là sẽ đến gần nhất. Thì một cái người mà mình càng nắm được nhiều cái phương pháp, nhiều cái pháp môn tu tập, thực hành các cái pháp thiền chỉ quán, thì cái người đấy sẽ có được một cái trí tuệ càng phong phú, có được cái nội tâm càng rộng lớn, có cái trí tuệ rộng lớn thủ thắng. Mình cần tập rất là nhiều những cái pháp thiền. Nếu như trong cuộc sống có rất là nhiều những cái phiền não khác nhau, giống như là có nhiều những cái căn bệnh khác nhau,
cho nên là cần phải có nhiều cái phương thuốc khác nhau để đối trị với những tật bệnh ấy. Thì những người mà mình càng hiểu được nhiều cái pháp môn tu tập thì mình càng đối trị được được nhiều phiền não, thì những người đấy lại càng có được cái nội tâm an nhiên tự tại. Thì niệm Phật cũng sẽ làm cho mình hoan hỷ, hân hoan mỗi khi mà mình tưởng niệm đến Đức Phật, mỗi khi đảnh lễ Đức Phật, mỗi khi dâng cúng dường lên Đức Phật niệm pháp, thì sẽ làm cho mình hân hoan hoan hỷ với mỗi một khi mình nghe pháp, mỗi một khi mình thực hành pháp, mỗi một khi mình tưởng nhớ đến bất cứ một thể loại pháp gì, đó là pháp học hay pháp hành, hay là pháp thành tinh hay là một bài kinh, thì mình cũng cảm thấy nó hân hoan, có cái niềm tin nó tăng trưởng lên, niệm tăng cũng sẽ làm cho mình có cái hân hoan hoan hỷ đối với tăng, niệm giới, niệm trí, niệm thiên thần, giống như là những cái người đạo hữu, những người bạn đạo vậy, các chư thiên ở tứ đại thiên vương, đang lưỡng thiên, dạ ma thiên, đâu suốt thiên hóa là thiên, tam hóa tự tại thiên, các vị phạm thiên, phạm chúng thiên ở các cái cõi trời cao hơn, các vị chư thiên ấy vì có đức tin cho nên chết chỗ này thì sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Đấy cũng là một cái pháp môn để cho mình thực hành phát triển niềm tin. Các vị chư thiên ấy vì có bố thí cho nên chết chỗ này thì sinh về chỗ kia, và sự bố thí ấy cũng có ở nơi ta. Các vị chư thiên ấy vì có đa văn, có nghe giảng pháp cho nên chết chỗ này thì sinh về chỗ kia, và sự đa văn ấy cũng có ở nơi ta. Các vị chư thiên vì có giữ giới, vị chư thiên vì có trí tuệ cho nên chết chỗ này sinh về chỗ kia, và trí tuệ ấy cũng có ở nơi ta. Thì khi mà mình niệm thiên như vậy thì đấy cũng là một cái pháp môn tu tập phát triển niệm thiên, thì cũng sẽ làm cho mình cảm thấy giữa con người với chư thiên nó rất là gần gũi, và mình không có trở nên mê muộn, không nghĩ là chư thiên là một cái gì đó quá là xa vời, quá là thần thánh hóa chư thiên một cách quá mức. Nhưng là có những người người ta cũng nghĩ là chư thiên là một những cái vị thần linh gì đó tối thượng, cao siêu, cho nên là tôn thờ chư thiên, phụng thờ chư thiên giống như là một cái bậc tối thượng thần linh gì đó. Nhưng mà khi mà mình có cái pháp niệm thiên thì mình sẽ thấy chư thiên cũng giống như một con người bình thường, thì cái là các vị ấy sinh ra cái cõi ấy vô hình như vậy, có cái hưởng cái lạc thú như vậy, và vì cái nguyên nhân này mà sinh về cái cõi ấy, mà tất cả những cái nhân ấy cũng đều có ở nơi mình. Bởi vì chư thiên chỉ khác về cái thân thể, là cái thân vô hình, con người là cái thân hữu hình, nhưng mà về tâm lý thì cũng tương tự như nhau, tương đồng như nhau, cũng có mê, có ngộ, có chánh, có tà, có thiện, có ác, có đúng, có sai. Cũng như ở con người cũng hỗ trợ cho nhau, con người cũng có thể làm những cái việc có lợi ích cho chư thiên, chư thiên có thể làm những việc có lợi lạc gì để hân hoan đối với các vị chư thiên ở xung quanh mình, và mình cũng có thể được các vị ấy cũng hoan hỷ lại với mình, cũng có các vị ấy cũng sẽ hộ trì lại với mình, có cái sự nghi tham, có cái sự không có cái sự chủ quan, nghĩ rằng mình sẽ còn sống rất là lâu, thì hàng ngày mình cần phải tu tập và phát triển niệm chết. Mạng sống này thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn là chết. Và cái pháp ấy, chánh niệm tỉnh giác trên cái pháp tu tập niệm về sự chết, thì vị ấy sẽ giữ được một cái tâm rất là an nhiên tự tại, như là vị ấy đang có cái sự khuynh hướng đến bất tử, thể nhập vào bất tử, tính kính là bất tử, phát triển niệm sự chết, nó làm cho mình không còn sợ chết nữa, hay làm cho mình sẽ tự tại nếu như mà cái việc gì cần thiết cấp bách nhất đối với cái cuộc sống này, cái việc gì quan trọng nhất, còn cái gì nó không quan trọng, cái gì có thể buông xả được thì cái đấy mới là quan trọng. Cái gì mà khi chết rồi mình không mang theo được thì cái đấy thì không còn quan trọng nó nữa. Vậy cho nên những người nào mà hàng ngày tu tập cái pháp niệm sự chết
cái người đó sẽ tinh tấn tu tập hay là tạo những cái ba la mật, và là cái người đó sẽ tinh tấn tu tâm học đạo. Và mình biết là những cái đấy mới là cái đi theo mình mãi, mới là cái sự an lành, mới là cái sự an lạc, an vui. Còn những cái mà mình không mang theo được thì mình biết là đó là giả tạo, cái đấy nó là vô giá trị. Còn những cái giá trị chính là những cái pháp môn mình đang tu tập ấy, hay là thực hành những cái pháp thiền tâm từ, tâm ly, tâm hỷ, tâm xả. Đấy nó cũng là những cái pháp làm cho mình đối trị lại được với những cái sân hận, khiến cho ở trên những cái cuộc sống này mình không gieo với cái sự hận thù hay là gieo cái oan trái với bất cứ ai ở trên cuộc đời. Những người nào mà có thực hành những cái pháp thiền tâm từ, đi hỷ xả ấy, nó tạo ra những cái ba la mật, để từ tâm ba la mật tạo tâm ba la mật. Thì vậy nên là hàng ngày cần phải tu tập cả những cái pháp ấy, nhất là đối với cái đời sống ở tại gia, phải có rất là nhiều những cái có phải tiếp xúc với rất là nhiều người khác nhau, cho nên là để mà phát triển được cái đức tính tham nhẫn, không có mâu thuẫn với ai, thì không thể bỏ qua cái pháp thiền tâm từ được. Những người nào mà hàng ngày mình có thực hành thiền tâm từ, hướng tâm đến tất cả mọi chúng sinh, mọi người từ gần đến xa, với cái tác ý mong muốn cầu mong cho những người này được an vui, thoát khỏi những nỗi khổ về thân, thoát khỏi những nỗi khổ về tâm, thì cái người ấy sẽ có được cái sự phụ tạng, là ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, không có ác mộng. Là có những người nào mà hay khó ngủ hay mất ngủ hay là gặp nhiều cái sự ác mộng thì là đấy là mình còn nhiều phiền não, bất an, sợ hãi. Nếu như mà thực hành những cái pháp thiền ấy thì sẽ có được cái sự tự tại, không bất an, không sợ hãi bất cứ một điều gì. Thì ngay cả trong giấc ngủ cũng vậy, nhưng với người nào mà hay có cái tâm trạng bất an, sợ hãi thì những người ấy hay gặp những cái ác mộng, mộng mị chẳng lành, thì cái người đấy cần phải thực hành cái pháp thiền tâm từ, vậy được mọi người xung quanh hoan hỷ, chư thiên hoan hỷ, ái kính hận kỳ. Và khi mà bệnh chung thì tâm mình cũng an ổn tự tại, không có tán loạn. Và sau khi bệnh chung thì được tinh về những cõi này, cái lực đạt, cái lực ích mà Đức Phật hết sức ca ngợi tán thán những người có từ tâm. Đức Phật hàng ngày Đức Phật cũng dạy là mình có thể làm rất là nhiều những cái phước lành, những cái công đức hàng ngày, nhưng mà những cái công đức ấy không lớn bằng một ngày trong một cái khoảng khắc ngắn ngủi mà mình có thể an trú được vào cái pháp tâm từ. Thì cái trong một cái khoảng khắc đấy thôi, nhưng mà sẽ đem lại những cái lợi ích lớn, những phước lành lớn, những công đức lớn, những công đức rất là thù thắng, giống như là mình đang an trú ở cái cõi phạm thiên vậy. Những người nào mà sống luôn luôn có tâm từ thì cái người đấy giống như mình đang sống ở giữa cái cõi phạm thiên, kiểu những cái nạn trú ở cái cõi phạm thiên, và với từ tâm không sân, không hận, không sân với bất cứ ai ở trên đường. Đấy là những cái pháp thiền khiến cho mình có được những cái chánh niệm, cái tỉnh giác trong cuộc sống hàng ngày rất là đơn giản, và cũng sẽ là nền tảng để cho mình thực hành những cái pháp thiền thâm sâu hơn, rộng lớn hơn, những cái thiền quán để giác ngộ ra được các chân lý, các sự thật của tương lai. Thì khi nào có thì tất cả những cái pháp tu tập ấy là vun bồi các cái đức hạnh của mình. Người nào mà có thực hành những cái khái niệm ấy, các cái pháp thiền, cái thiền chỉ ấy, thì đức hạnh của mình tăng trưởng lên, đạo hạnh tăng trưởng lên, đạo tâm của mình nó sẽ tăng trưởng lên, và tất cả những cái đấy đều là nền tảng cho trí tuệ giác ngộ giải thoát phát sinh ở tương lai. Và trí tuệ giác ngộ giải thoát ấy thì khi nào mình có cái sự chuyên tu thì mình sẽ phát triển được những cái pháp thiền cao hơn, đó là những cái pháp thiền tuệ, thiền quán, thấy ra được các cái năm uẩn, các cái pháp chân đế, danh và sắc. Thì đến cái lúc đấy mình mới thật sự là đoạn trừ được những cái phiền não vi tế ngủ ngầm ở trong nội tâm. Còn hàng ngày
cố chỉnh những cái phát những cái phiền não thô chính là bằng những cái đời sống chánh niệm. Và cái chánh niệm ấy nó được củng cố vững chắc khi mà một cái người có cái công phu thực hành một cái phát thiền chỉ quán ở đây thì cái chánh niệm nó mới mạnh. Nếu như mà mình không có để thời gian ra công phu thực hành thiền thì cái chánh niệm nó rất là yếu, nó rất là hời hợt, vì hàng ngày các căn tiếp xúc với các cảnh trần nên là cái tâm mình nó bị ô nhiễm, nó bị loạn động rất là nhiều. Giống như mà mình chỉ cần dùng bằng cái tác ý ở trong hiện tại thì nó rất là yếu, nó không thể đủ sức đối trị lại với những cái phiền não ở bên ngoài nó tấn công vào. Thì khi nào mình có cái thời gian, có cái công phu, có cái tu tập, nó mới tạo ra những cái định lực, có ngồi thiền thì cái chánh niệm ấy nó sung mãn, nó mạnh mẽ lên, nó thành những cái định lực. Thì cái định lực ấy nó lại hỗ trợ cho cái chánh niệm khi mà mình xả thiền ra tiếp xúc với ngoại cảnh hàng ngày, mình vẫn giữ được cái chánh niệm. Thì đấy là nhờ mình có được những cái định lực thâm sâu. Và khi mà người nào mà có được định lực thâm sâu rồi thì mà mình muốn phát triển những cái pháp tuệ quán nó cũng sẽ dễ dàng, thấy được cái thân này là tứ đại đất nước lửa gió. Nhưng một người mà thấy được cái thân tứ đại đất nước lửa gió đi thì lúc đấy những cái ảo tưởng nó sẽ giảm đi rất nhiều, những cái vô minh nó sẽ yếu đi rất nhiều. Ngày người ta sẽ có những cái vô minh rất là căng, là cái vô thường thì cho là thường, cái khổ thì cho là nạn, cái vô ngã thì cho là có tự ngã. Nhưng cái thân thể này nó là tứ đại đất nước lửa gió, nhưng mà luôn luôn có một cái ý thức, luôn luôn có một cái tâm lý nó đã mặc định sẵn rồi, đấy là ta là của ta, là tự ngã của ta, đấy chính là ảo tưởng, đấy chính là vô minh. Và chính từ cái đấy sinh ra tham ái, từ cái đấy sinh ra chấp thủ, và cũng chính từ cái vô minh tham ái chấp thủ đấy nó sinh ra các nậu hoặc, nó sinh ra các phiền não tham sân si. Còn là khi nào mà mình thức tỉnh ra, giác ngộ ra, quán chiếu ra được cái thân này nó là tứ đại, thì cái sự tham ái, cái chấp thủ đối với cái thân và tất cả những cái vật chất này bắt đầu suy yếu dần dần, giảm bớt dần dần. Hay là khi nào mình tuyển chi ra được cái những cái thuộc về tâm, tâm sở, thọ tưởng hạnh thức này, thì những cái chấp trước về nội tâm nó sẽ suy yếu đi, sẽ giảm bớt đi, không còn chấp vào những cảm thọ vui buồn khổ nạn nữa. Tất cả những cảm thọ dù là mình cho nó là nạn, nó cũng là khổ, vì nó luôn luôn trong trạng thái sinh diệt. Dù nó là vui thì nó cũng là khổ, dù nó là bất khổ bất nạn thì nó cũng luôn luôn trong trạng thái sinh diệt. Nên là quán thân bất tinh, quán thọ khổ, họ nào nó cũng có cái tính vô thường hết, cái vô thường nào nó cũng là khổ, cái khổ nó cũng là vô ngã hết. Đấy là về cái họ về tưởng của mình, cái tư tưởng của mình, người chấp đây là tư tưởng của tôi, và hay chấp trước này, hay có cái sự bất đồng quan điểm với nhau. Nên người nào mà có cái tham ái chấp trước với tư tưởng thì hay luôn luôn sẽ sinh ra những cái mâu thuẫn, vì với những người nào có cái tư tưởng khác với mình, cùng là trong những người cùng tu đạo với nhau, trong đạo với nhau nhưng mà cũng có rất nhiều tư tưởng khác biệt nhỉ. Có người theo tư tưởng cái pháp môn của thầy này, có người theo tư tưởng pháp môn của thầy kia, có người theo cái pháp thiền quán thân, có người theo pháp thiền quán thọ, có người quán tâm, có người quán sát. Thế là có tư tưởng khác nhau thì sinh ra mâu thuẫn khác nhau, sinh ra những bất đồng quan điểm với nhau. Đấy là ngay trong những người tu với nhau mà cái tư tưởng khác nhau cũng không hòa hợp được với nhau. Đây thì trong xã hội cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, bạn bè thân thiết mấy đến vậy cũng thế. Nhưng mà mỗi người sẽ có một tư tưởng, mỗi người sẽ cho là cái này đúng, cái kia đúng ra. Thì đấy là mọi người đang chấp vào cái tư tưởng của mình. Nên là cái người nào mà hiểu ra về cái nội tâm, quan sát được về cái nội tâm, phát sinh ra được cái chi kiến, biết được tất cả những cái tâm ấy nó chỉ là một cái, nó chỉ là những cái thức nó sinh khởi lên, những cái tâm, tâm sở nó tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái tác ý mà nó sinh khởi lên và nó sinh lên, thì nó cũng luôn luôn trong cái trạng thái sinh diệt. Vì vậy cho nên là cái tư tưởng của con người nó thay đổi chứ
từng thời kỳ, từng giai đoạn, nó thay đổi theo từng cái sự nhận thức, nó thay đổi từng cái chi kiến. Trước kia một cái người chưa biết đến đạo, người có tư tưởng khác, người có thể là có tư tưởng vô thần, tin nhân quả, hoặc là người sẽ có cái tư tưởng đó là cho rằng là có trường tồn mãi mãi, hay là cái người tư tưởng là thường kiến đoạn kiến. Đấy là cái tư tưởng cho nên là hay có cái sự tranh cãi ở trên đời, cho nên người ta đấu tranh, khổ tranh, rồi người ta tranh cãi nhau, náo loạn hết cả xã hội, nên chính là vì người ta chấp vào cái tư tưởng khác, cũng cho là tư tưởng của tôi là đúng. Và cái người nào có được cái chi kiến rồi, có được cái trí tuệ hiểu ra tất cái tư tưởng nó cũng thế, nó chỉ là một cái sự mơ hồ, nó chỉ là cái sự giả tạo, nó luôn luôn trong trạng thái vô thường, nó luôn luôn sinh diệt. Và cái người đấy khi mà có cái trí tuệ thâm sâu, có cái chi kiến thâm sâu rồi thì không còn chấp vào tư tưởng nữa, và người ta chỉ thấy là tư tưởng ấy nó cũng chỉ là danh sắc, nó đã sinh lên và nó diệt đi thôi. Nó giống như là cái bóng điện, khi mà mình nắp một cái bóng màu trắng thì nó là màu trắng, mình nắp nó một cái màu đỏ thì nó là màu đỏ, mình nắp nó vào một cái màu xanh thì nó là màu xanh, màu vàng thì nó chỉ thành màu vàng, cũng như vậy. Khi mà con người ta được tiếp thu những cái kiến thức này thì người ta có tư tưởng này, người ta tiếp thu cái kiến thức khác có tư tưởng khác, và những cái tư tưởng này nó sẽ luôn luôn thay đổi sinh diệt. Người ta hiểu ra rồi, người ta không còn chấp vào những cái tư tưởng ấy nữa, và người ta thản nhiên trước cái sự sai biệt, trước cái sự sai khác nhau, trước cái sự bất đồng quan điểm, bất đồng tư tưởng với nhau, không còn đấu tranh, và người ta sẽ tránh xa được những cái sự tranh đấu, tranh luận, cạnh tranh, cạnh tranh, cạnh tranh, chiến tranh. Đấy là cái người thấy ra được cái tư tưởng nó không thật như vậy. Cũng là một cái bị giải thoát ra khỏi cái sự chấp thủ về tư tưởng, và người ta cũng có cái sự tham ái đối với các hành động, các cái việc làm. Nên là ở trên đời là ai làm một cái việc gì người ta sẽ chấp là có cái tôi ở trong cái việc làm ấy. Người này làm một cái chức vụ gì đó lớn thì người ta sẽ có chấp tôi ở trong cái hành động, cái việc làm ấy, ở trong cái chức vụ ấy, ở trong cái danh tiếng ấy, thì đấy là hay là ở trong cái công việc ấy, thì đấy là người ta chấp về những cái hành khi mà cái tâm khởi lên ý muốn làm một cái việc gì, cố ý làm việc gì, một cái hành động về thân, cái hành động về người đó, cái hành động về ý nghĩ, đấy là sự chấp trước. Và cái người mà có cái chi kiến cao, có cái công phu thực hành thiền, thì người ta sẽ phá vỡ ra được cái sự chấp trước ấy, không còn chấp vào cái người này vào danh vọng, vào chức vụ, hay là vào công việc, hay là vào cái người ấy đang làm cái việc gì, mà cũng luôn luôn thấy các hành đấy nó là vô thường, nó cũng là giả tạo, thì cái người đấy sẽ cảm thấy nó có một cái sự bình đẳng, có cái sự thản nhiên, mà không còn chấp là có cao, có thấp, có đẳng cấp, có trên dưới, là phải có hơn, có kém nữa, thì nó cũng bớt đi rất nhiều những cái ngã mạn. Những cái hành nó sẽ sinh ra cho người ta những cái ngã mạn rất là nhiều. Cái người này ở cái nhiệm vị cao, có chức quyền cao, và người đấy sẽ mặc định cho mình là một người cao thượng, cao quý. Và cả những cái người khác người ta cũng nhìn nhận được, đã nhìn nhận những người như vậy là người cao quý, người không phải như vậy là người thấp kém, vậy nó cũng sinh ra những cái ngã mạn hơn thấp. Và cái người mà hiểu ra được những cái đấy cũng chỉ là những cái sự chấp trước, không còn tham ái điều đó, không còn chấp phục vào cái điều đó, thì đấy cũng là một cái sự tự tại. Và cái người ta có cái sự chấp trước về những cái sự nhận thức, nhận thức là như là cái thức của mình biết, nên là cái người ta học rộng biết nhiều thì người ta sẽ tham ái vào cái điều đó, tôi biết cái này, người kia không biết cái này. Và cái người nào mà biết nhiều thì người ta cũng sẽ cảm thấy mình có cái sự tự hào, có cái sự tự mãn, cho nên đấy cũng là một cái chấp trước. Thì những cái thức ấy nó cũng chỉ là vô thường, nó cũng chỉ là giả tạo, nó cũng sẽ luôn luôn thay đổi. Chỉ khi nào đó là cái trí tuệ thì cái phân biệt nhận, nhìn nhận thấy đúng thấy sai,
thì cái đấy mới là cái trí tuệ cao thượng thủ thắng ở trong giáo pháp của đạo Phật. Còn cái thức là cái biết, cái này biết cái kia, thì những cái biết ấy nó cũng sẽ được một thời gian này nó không quên, như là có người học rất là nhiều nhưng mà chỉ một thời gian không ôn lại thì nó không quên đi. Vậy thì nó cũng đấy, nó chính là cái sự vô thường, nó chỉ là cái sự giả tạo. Vậy nên là một cái người mà nhận ra được năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức này, đó là không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, không còn chấp thủ, không còn tham ái với nó nữa, thì đấy là những cái công phu thực hành thiền quán thân sâu trong cái cuộc sống hàng ngày, thì những cái phiền não của mình nó sẽ không sinh khởi lên, của mình tham ái chấp thủ nó nhẹ bớt đi, thì những cái tham sân si khác nó cũng sẽ nhẹ bớt đi, sẽ có được cái sự an nhiên tự tại. Thì có những cái pháp thiền khiến cho mình luôn bồi những cái đức hạnh, những cái đạo hạnh của mình. Có những cái pháp thiền sẽ khiến cho mình tăng trưởng cái trí tuệ, tăng trưởng cái chi kiến, nó tăng trưởng cái sự giác ngộ, nó sẽ loại trừ những cái vô minh, những cái ảo tưởng, những cái phiền não. Đấy là những cái lợi nặng, những cái lợi ích mà hàng ngày mình cần phải vun bồi thực hành cái pháp thiền. Càng mỗi một ngày thì những cái đạo tâm ấy nó sẽ càng tăng trưởng. Mỗi một ngày mình ngồi thiền nó sẽ giảm bớt đi những phiền não. Mỗi một ngày mình ngồi thiền thì trí tuệ của mình sẽ tăng trưởng lên. Mỗi một ngày mình ngồi thiền xong mình sẽ trải nghiệm được cái sự hỷ lạc kinh an, cái sự hiện tại lạc trú này. Và mỗi một ngày ngồi thiền thì cái tâm của mình nó sẽ hướng đến cái sự niết bàn, nó sẽ hướng đến cái sự giác ngộ. Mỗi ngày nó sẽ một cạn, nó sẽ có cái sự nhàn chán, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ tất cả những cái tham ái cũng như cái khổ đau này. Vậy nên là cái lợi ích, cái lợi lạc khi mà mình tác ý đến cái sự lợi ích, lợi lạc của cái pháp thực hành thiền thì mình sẽ cảm thấy hoan hỷ trong mỗi giờ ngồi thiền. Và khi mà mình có cái sự hoan hỷ vui thích thì khi mình ngồi thiền thì nó mới có cái sự chấp nhận cái pháp thiền ấy, rồi nó mới thể nhập với cái pháp thiền ấy. Và nó khi ngồi thiền nó có cái sự kinh an, có an lạc như vậy thì tâm của mình mới định tĩnh lại được. Khi tâm định tĩnh lại được thì mới có cái trí tuệ, nó mới phát sinh, mới sinh cực, là cái sự lợi lạc lợi ích của cái pháp thực hành thiền.